Olympic Game TikTok Awards Việt Nam 2022. Điểm tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung quy mô lớn nhất của TikTok Việt Nam. Vinh danh những nhà sáng tạo nổi bật, những nội dung tích cực trên nền tảng TikTok trong 2 năm qua, cùng nhiều tiết mục biểu diễn mãn nhãn đáng mong chờ đến từ ca sĩ Nô Phước Thịnh, quán quân ca sĩ mặt nạ Việt Nam 2022 Họ Sen Ngọc Mai, Rock Queen Thanh Duy để lấy là ca sĩ ST Sơn Thạch, ca sĩ Orange, ca sĩ Vũ Thâm Y, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh và nghệ sĩ saxophone An Trần, biên đạo Quang Đăng, cùng sự dẫn dắt của hai MC Thanh Thanh Huyền và Khánh Vi. Tất cả sẽ diễn ra tại White Palace Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 12 năm 2022. Phát sóng trực tiếp và độc quyền vào lúc 19 giờ cùng ngày tại kênh TikTok, TikTok Awards VN và TikTok Creators VN. Phát sóng lại trên kênh TikTok Live Việt Nam và trên siêu ứng dụng giải trí Vion vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Kênh truyền hình Today TV vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 12 và kênh HTV2 V Channel vào lúc 19 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Kênh YouTube lúc 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cùng đón xem nhé. Together we celebrate authentic you. Thông tin chi tiết truy cập TikTok Awards.vn.com.